Người ngu vô trí luyến ái thân này và đồ ăn uống, nếu theo thánh trí như thật quán sát thì sanh tâm chán ghét, không còn say đắm. Thiên vương nên biết, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa suy nghĩ, nhiều hành động sân giận thì sẽ gây nghiệp ác, ta phải lìa tâm sân để hướng đến chánh đạo, suy nghĩ chân thật chứ chẳng nói suông. Thiên vương nên biết, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa suy nghĩ, các pháp sanh do nhân duyên, pháp nhân duyên lại từ duyên khởi. Vì sao? Đối với nhân duyên sanh pháp hư vọng này mà người trí lại tạo tội lỗi, Bồ Tát đoạn trừ những pháp chướng ngại điều thiện ở trong thân. Nếu chẳng dứt trừ những pháp chướng ngại điều thiện cho người khác thì tâm liền buông xả, không nên phát sanh vô minh. Thế nào gọi là pháp chướng ngại điều thiện? Nghĩa là không cung kính Phật Pháp Tăng và giới thanh tịnh, không kính đồng học, tự cao khinh thường những người lớn, nhỏ, già, trẻ, hướng đến năm dục, quay lưng với niết bàn và phát sanh ngã kiến. Hữu tình kiến cho đến tri giả kiến, kiến giả kiến, chấp không rồi khởi lên đại kiến, chấp có rồi khởi lên thường kiến. Xa lìa thánh hiền gần gũi phàm phu, nương người phá giới, thân gần bạn ác, xa lìa bạn lành. Pháp thâm sâu nghe rồi sanh tâm hủy báng, thân làm việc ác luật nghi, lời nói ác, tâm nịnh hót quanh co, bị phiền não che lấp, tham đắm lợi dưỡng, phát sanh đủ năm mạng. Một, khinh mạng vì dòng họ cao quý. Hai, khinh mạng vì dòng họ giàu sang. Ba, khinh mạng vì hiểu biết hơn người. Bốn, khinh mạng về đất nước. Năm, khinh mạng về đồ chúng. Thấy việc ác liền giúp sức, gặp việc thiện lại tránh xa, khen ngợi sắc đẹp của đàn bà, con nít ngoại đạo. Không ưa tu tập hạnh A Lan nhã, không biết ăn uống đúng lúc, tuy có đọc tụng mà chẳng đúng thời, xa lìa sư trưởng. Thấy việc thiện không tôn trọng, thấy việc ác không sợ hãi, như voi không có móc, ngựa không dây cương, buông lung chẳng chế ngự được, ưa sân giận, không có từ tâm, thấy người khổ không thương, gặp người bệnh không thăm hỏi, gặp người chết không lo sợ, như sống trong đống lửa mà không mong cầu ra khỏi. Việc đáng làm không làm, việc không đáng làm thì làm, việc không đáng suy nghĩ thì suy nghĩ, việc đáng suy nghĩ thì không suy nghĩ, việc chẳng mong cầu thì cầu, không ra khỏi bảo đã ra khỏi, chẳng phải đường gọi là đường, chưa chứng đắc cho là chứng đắc. Ưa vân tập việc đại ác, xa lìa điều thiện lớn, hủy báng đại thừa và người hành đại thừa, khen ngợi tiểu thừa và người học tiểu thừa. Ưa nói lời thô ác, làm loạn, đấu tranh, tâm không từ bi, làm cho người khác phải khiếp sợ. Nói lời thô bỉ, không có một chút chân thật, say mê theo hí luận, không thể bỏ được. Các việc như vậy gọi là pháp chướng ngại điều thiện. Thiên vương nên biết, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tu tập hạnh không, diệt pháp hí luận, suy nghĩ, cảnh giới sở quán đều không, tâm năng quán cũng chẳng có, không có hai loại sai khác về năng quán sở quán, các pháp nhất tướng, còn gọi vô tướng, suy nghĩ như thế thì không còn giữ tướng trong ngoài, không thấy thân tâm, cũng không thấy pháp, liên tiếp tu tập chỉ quán theo thứ lớp, quán như vậy gọi là như thật thấy pháp. Chỉ là nhất tâm bất loạn, Bồ Tát tu quán hạnh như thế rồi liền được tịnh giới. Vì giới thanh tịnh nên hạnh cũng thanh tịnh, đây là quán hạnh thanh tịnh của Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiên vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, hộ trì pháp tạng vô thượng của Như Lai, nhận lãnh chánh pháp vì hộ pháp chứ không vì lợi dưỡng, vì để cho hạt giống tam bảo không đoạn tuyệt. Chứ không phải vì sự cung kính, vì muốn hộ trì hạnh đại thừa, chứ không vì danh vọng, làm chỗ nương tựa cho người không có chỗ nương tựa, cứu giúp cho người không được cứu giúp, giúp an lạc người không an lạc, làm cho người không có tuệ nhãn được tuệ nhãn, chỉ đạo thanh văn cho người tu tiểu thừa, chỉ đạo độc giác cho người tu trung thừa, chỉ đạo vô thượng cho người tu đại thừa. Vì trí vô thượng nên nghe pháp như thế, chứ không phải vì cầu thừa thấp kém. Thiên vương nên biết, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết rõ hoàn toàn các pháp tỷ nại gia khác nhau, đó là tỷ nại gia, hạnh tỷ nại gia, sự sâu xa tỷ nại gia, vi tế tỷ nại gia, tịnh cùng bất tịnh, có lỗi không lỗi, giới bổn biệt giải thoát, tỷ nại gia thanh văn, tỷ nại gia bồ tát. Các bồ tát này hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với các pháp tỷ nại gia như thế, đều thấy biết rõ. Thiên vương nên biết, các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết rõ tất cả oai nghi giới hạnh, khéo học hỏi thọ trì giới hạnh của thanh văn độc giác bồ tát. Đã tu giới hạnh rồi, nếu thấy oai nghi nào không đúng ý mọi người,
thì Bồ Tát từ bỏ ngay, không đi lại nơi phi xứ. Sa môn nào có oai nghi giới hạnh đầy đủ thanh tịnh thì gần gũi họ. Nếu Bà La Môn học các hạnh khác thì bảo họ xa lìa, khuyến khích họ tu tỷ nại gia, tu tập giới hạnh thanh tịnh như vậy nên diệt sạch tâm xảo trá tật đố, tự hành hạnh bố thí cũng khuyên người làm theo, tán thán hạnh bố thí làm cho người học theo, thấy người bố thí sanh tâm tùy hỷ, không có ý niệm nên bố thí cho ta, đừng bố thí cho ai khác, chỉ nên suy nghĩ đa số hữu tình đều bị nghèo thiếu đói lạnh khốn khổ, nguyện cho họ đời này được an vui, vì nghe chánh pháp nên đời sau an vui. Đời này ta phải siêng năng tu tập, ta nguyện cùng hữu tình đều được giải thoát. Đây là Bồ Tát không có tâm tật đố, tâm luôn bình đẳng với các hữu tình. Nếu hành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã cho đến trí nhất thiết tướng, đều khắp vì tất cả hữu tình, không có tâm phân biệt. Vì sao? Vì ý niệm pháp tu đồng với hữu tình cùng một cảnh giới mau sớm giải thoát, tự mình thoát khỏi